Mày phải hỏi ông già của mày ấy, là xem ông có hám tiền này không. Tao vừa mới nói mảnh đất 3 tỷ một cái, ông già mày đồng ý cho tao cưới Thư luôn. Mày phải hỏi ông già mày xem là ai hám tiền. Mày vừa nói ai hám tiền? Ông mẹ. Sao Khiên đây? Mày chưa bộ mặt mày chưa? Mày nói ai hám tiền, mày nói nhá, chính mồm mày nói là bố Thư hám tiền nhá. Mày nhìn thẳng vào đây, mày tao quay lại rồi. Bộ mặt mày dám lừa anh ấy. Thôi, ngày hôm mày nay không xong đâu. Ngày hôm nay tao sẽ mang cái bằng chứng này về để cho bố Thư biết. Đâu, vừa lấy là tao ấy tao nói vui vui thôi chứ. Vui thôi. Với anh lần mày vui thôi. Mày đừng có lật mặt, mày đừng có giả tạo hiệp ạ. Ngay bây giờ ấy, tao sẽ mang về cho bố Thư. Thôi đừng mà Hâm ạ. Bây giờ mày chỉ cần mày xóa video đi. Còn mày muốn tao làm gì tao cũng làm. Chỉ yêu thế. Mày bỏ tay ra. Bây giờ mày chỉ cần mày ra. Xin chào tất cả mọi người, mình là Kiên Trổi đây. Đấy, như mọi người cũng đã biết cái chuyện mà của mình với Thư ấy, thì hiện tại là Thư sắp cưới Hồng Hiệp các bạn ạ. Thật sự là mình rất là buồn luôn, tại vì mình với Thư yêu nhau khá là lâu rồi ấy. Nhưng mà mình không nghĩ là ngày hôm nay Kiên phải nghe được những cái câu nói như này. Và mình không nghĩ là rằng là ngày hôm nay thì Kiên buồn như này. Thì nói chung là chuyện nào đến thì cũng sẽ đến mà các bạn, đúng không? Mình làm sao mình tránh được. Cái cuộc sống của mình thì nó rất nhiều các cái khó khăn mình phải vượt qua thôi. Thì mình muốn ngày hôm nay thì mình muốn là nhờ Dũng. Chỉ có Dũng mới giúp được mình lúc này các bạn ạ. Tại vì là Thư gần đến ngày cưới rồi. Thì Dũng bây giờ anh muốn giúp mày, nhờ mày giúp anh một việc. Thì chỉ có em mới giúp được anh thôi. Thì một lát nữa anh với mày sẽ lên một cái kế hoạch. Làm như nào để cho nó không được cưới được. Anh sẽ lấp một lớp cây đây, đúng không? Xong này mày sẽ chạy ra mày nói chuyện với Hiệp và mày sẽ nói rất là thái độ với nó để cho nói chụp để cho nó đánh em ấy. Đấy, sau đó thì anh sẽ ở bụi cây đấy, anh sẽ quay hết toàn bộ cái quá trình cho anh em. Anh sẽ mang hết về để cho bố Thư biết. Thì từ lúc đấy thì bố Thư sẽ biết chuyện là nó đánh em ấy, thì bố Thư sẽ biết mặt thật nó luôn. Em hiểu không? Đấy, chỉ có em mới làm được cách đấy để giúp anh thôi nhá. Nói chung là để anh sẽ nấp ở đây, anh sẽ giấu ở đây, quay ở cam trong đây rồi. Em cứ ra em nói chuyện nó bình thường nhá, không sợ nhá. Tức lên ấy. Em nói chuyện nào để cho nó thái độ vào nhá. Rồi anh sẽ lấp đây. Em cứ ra đi. Bây giờ em gọi điện cho anh thằng Hiệp nhá. Rồi gọi đi, em gọi đi. Em gọi điện cho nó sang đây nói chuyện với nó. Em gọi đi. Mà nó ra ngoài đây bảo em ra đây em nói chuyện với anh. Không ai hết nhá. Đừng nói có ai mà lỏi mình ra đây em nói chuyện với anh thôi. Thế thôi nào, cứ ra đây. Alo anh Hiệp à? Vâng, em đang đợi chỗ đấy, chỗ công viên ấy, giờ anh sang đây đi. Sang đây em có chuyện muốn nói chuyện với anh này. Vâng vâng. Vâng, đi sang luôn nhá, em đang đợi ấy. Đang sang anh ạ. Sao? Đang sang. Mày ra kia đi để anh nấp ở đây. Lát nữa có gì thì gọi anh, không sợ nhá. Đấy. Ôi, đến rồi, nó đến rồi. Ôi, Lấp vào. Ở đây đi. Lấp vào. Quay cẩn thận nhá, để anh lấy hết bằng chứng cho bố Thư ấy. Mày đến rồi à, mày sang đây, tao nói chuyện với mày. Tao bây giờ tao nói thật, mày sắp cưới chị tao rồi, tao đố mày cưới được chị tao đấy. Ô mẹ cái thằng này, còn cười mày. Mày mơ đi, cưới được chị tao. Bây giờ để được. Hôm nay mày gọi tao ra đây, mày đùa tao ấy à? Tao nói mày như thế. Tao như nào cũng được, giờ mày sao mà cứ đến cho mày. Nhưng mà mày muốn luôn đi, đánh tao luôn đi. Sao gì mày? Mày ra đây mày đang thách chức tao không? Mày đang đùa tao à? Tao nói thật, tao này sắp cưới chị tao. Mày nữa đâu, mày thì ngon đi, thách mày đấy. Ok nhờ. Bây giờ mày ra đây mày tao thách thức tao à? Tất nhiên rồi, tại vì mày sắp cưới chị tao rồi, tao đang phá đấy, thế. Mày phá đi, nếu mà mày bảo tao rời xa Thư ấy, tao đéo biết là mày yêu quý thằng Kiên đến đâu. Nhưng mà mày phải hỏi chị mày ấy, là xem chị mày cuốn tao hay tao cuốn chị mày, là do con chị mày hết đấy. Cái loại ấy, tao nói mày biết ấy, gia đình mày tao nói thật, đéo tử tế, đéo tốt tí đéo vào, toàn lũ hám tiền với nhau. Mày hám tiền là do mày đấy. Hám tiền do tao á? Tất cả là do mày lịnh bợ chị tao thôi. Tao đéo phải lịnh bợ chị mày nhá. Có mà chị mày lịnh bợ tao ấy, cái loại con gái gì đâu ấy, là cứ thấy tao nhiều tiền nó bắt đầu sân sán vào. Thì đấy, tao ấy tham hố chị mày à? Mày không lịnh bợ gì chị tao, mày đưa tiền cho bố tao làm gì? Đưa tiền làm gì? Hả? Mày phải hỏi ông già của mày ấy, là xem ông có hám tiền này không. Tao vừa mới nói mảnh đất 3 tỷ một cái là ấy, bắt đầu là linh bợ tao ngon ngọt thế. Tao có mảnh đất 3 tỷ
Tao vừa nói ông già mày cá là ông già mày đồng ý cho tao cưới Thư luôn. Mày phải hỏi ông già mày xem. Xem là ai hám tiền. Nó nói cả bố. Đây là tao ấy, tao nói thật mày. Chắc là do tao nhiều tiền quá. Đâm ra ấy, cả chị mày với cả ông già mày mới bắt đầu yêu quý tao. Chứ tao đéo bao giờ tao phải lịnh bợ. Không lịnh bợ sao mày đem làm gì? Đem cho bố tao làm gì? Hả? Mày nói ra làm gì? Ai? Thế? Mày vừa nói ai hám tiền? Sao Kiên đây? Mày vừa bảo là bố Thư là cái gái tao. Hả? Gì? Mày gái. Hả? Thì ra là chúng mày. Mày chưa tao. Chưa? Mày chưa bộ mặt mày chưa? Mày nói ai hám tiền? Mày nói nhá. Chính mồm mày nói là bố Thư hám tiền nhá. Mày nhìn thẳng vào đây. Mày tao quay lại rồi. Bộ mặt mày. Mày dám đùa anh thôi. Ngày hôm mày nay không ấy, không đâu. Ngày hôm nay tao sẽ mang cái bằng chứng này về để cho bố Thư biết. Đâu vừa lấy là tao ấy tao nói vui vui thôi chứ gì vui thôi. Vừa anh nói lật mày nhân thế. Mày đừng có lật mặt. Mày đừng có giả tạo hiểu bạn. Hiểu hiểu ơi. Đừng giả tạo nữa. Mày vừa đứng kia nhá, mày bảo với tao là bố Thư hám tiền, vừa nhắc lên mảnh đất 3 tỷ ấy là bố Thư cho mày cưới á. Nhưng mà mày ấy, mày xem ấy, tao mang sẽ cái video này về cho bố Thư ấy. Bố Thư sẽ cho mày cưới hay không nhá. Ngày hôm nay ấy, ok rồi đấy. Xem bố Thư mày rồi đấy, tao đi về. Mày về mày. Đấy, đừng mà, mày đừng mà ngọt ngó. Tao không nói với chuyện với mày. Vừa lấy là tao nói chuyện cả Dung vui vui thôi chứ ra không phải đây đâu. Vui vui á? Mày nói Thư cái kìa, bảo Thư hãm tiền ấy. Ơ mày này. Không phải đâu. Mày đừng có dùng tiền mày đi lấy đồ người khác xong mày bảo người khác là hãm tiền. Ờ em ơi lấy xe đi về đây, đi về. Thôi, Thư tôi bảo Thư ra. Sao? Thôi đừng mà được mặc nhanh thế nè. Đừng có làm đi. Mày đừng làm nào. Mày cầm nghe mày quay mày quay cho anh. Mày đứng xa mày cam lại. Mày đứng yên đây mày nói gì đứng yên. Đứng yên. Đứng yên nói. Đứng yên nói. Cầm chặt tao. Nói chung vừa nãy thằng Dung nó ra nó nói thế thì chỉ nói vui thôi chứ không phải thế đâu. Mày nói vui hay không thì tao không biết. Nhưng mà mày nói như thế là tao đủ bằng chứng để tao đưa cho bố Thư rồi. Mày chưa? Đừng mà đừng làm thế dù sao tao mày cũng là bạn bè lâu nên nhau rồi ấy, thế làm thế. Nhau chối tỉ thế à? Mày biết là tao Thư sắp cưới nhau rồi, bây giờ mày nói ra thế thì bố Thư lại nghĩ tao là người như nào? Là nghĩ là không cho mày cưới. Không cho mày cưới là tao mừng được chưa? Thôi mà tao rồi. Không muốn nói nhiều với mày. Nói chung ấy, mày tưởng là tao ấy là không đưa bố Thư á. Ngày hôm nay là tao với thằng Dũng ấy lên kế hoạch với nhau hết rồi. Có tao lớp ở cây kìa, có tao quay hết từ đầu rồi. Mày cãi được không? Mày đừng có cãi cái gì cả, đừng biện minh, được chưa? Ngay bây giờ ấy, tao sẽ mang về cho bố Thư. Thôi đừng mà không ạ. Bây giờ mày chỉ cần mày xóa cái video đi. Còn mày muốn tao làm gì tao không làm. Đi ôi thế. Mày bỏ tay ra. Bây giờ mày chỉ cần mày ra. Đưa cái này cho bố Thư thôi. Người ta làm gì tao không làm. Tao xin mày đấy. Đi nào. Thì bây giờ mày đừng đưa cái đoạn video này nữa. Tao sợ tao bị mang tiếng. Không đưa, không đưa. Thì tránh xa chị Thư đi. Bây giờ mày có muốn tao xóa cái video này không? Bây giờ mà tao đéo tao xóa luôn. Thôi về đi. Sao xóa? Tao không xóa đâu. Bây giờ mày chỉ cần mày chỉ cần bảo tao làm gì tao không làm. Đi bây giờ đừng làm thế mà dù sao tao mày cũng là bạn bè lâu rồi ấy. Mày bây giờ mày làm thế rồi. Bây giờ nhá. Mày không muốn tao mang cái video này về cho bố Thư ấy thì mùng 2 tháng sau lập tức là hủy cưới ngay lên. Mày phải hủy cưới. Nếu mà mày không hủy cưới nhá, tao sẽ mang cái bằng chứng này về để cho bố Thư biết được bộ mặt thật của mày luôn. Và tao thậm chí mày bố Thư ấy còn vả mặt mày cơ. Không nghĩ là mày cưới được. Không hủy được. Mày bây giờ ngoài mày đừng nói là... nhiều, tao không thể trả con đâu. Hủy được là hủy. Tao đến bên ba rồi, số mày suy nghĩ. Nếu mày suy nghĩ đồng ý là tháng sau ấy mày hủy cưới được thì tao sẽ không mang cái đơn cái video này về. Hoặc là nếu mày nhất quyết nhá, mày cưới Thư nhá, tao sẽ mang cái video này về. Là mày đủ hiểu rồi đấy. Hát lên cho đám cưới mày nhá. Nó sẽ nói toàn bộ cái quá trình vừa nãy nữa. Nhưng mà bây giờ thôi, nếu tao hủy cưới như thế bố đi vậy. Bọn thôi. Mày đừng làm thế mà. Sao? Bây giờ mà tao hủy cưới thì bố Thư tao có nhiều đi về đấy mày. Tao không quan tâm đi về. Cầm mồm mày đi xe đấy về. Đi mà thậm chí bây giờ mày đi về nhà Thư luôn cũng được đấy. Tao về nhà Thư luôn. Thôi đi về đi ăn kìa nó. Về đi anh kìa. Thôi thế là được rồi anh ạ. Nói chung là bằng bằng chứng đây rồi. Nó không nói chung là anh em ơi vui rồi anh em ơi. Bây giờ hôm nay là nó đã bị lộ mặt thật rồi. Hôm nay là anh em mình vui rồi.
hôm nay là phải phải vui ấy. Giờ giờ là có cái bằng chứng trong tay rồi, không phải sợ một cái gì hết. Mà không được quá nhá, chuyển tiếp chuyển sang cả máy của anh nữa. Gửi hết vào cho mình. Gửi hết cả trong vài tin nhắn nữa. Gửi hết cho tất cả anh em đi, để ví dụ mà nó xóa video này vẫn có video với em. Nói chung là vui rồi. Cay về rồi. Về rồi. Đi về. Đi về. Bây giờ về mình cho bố Thư xem cái video này thì bố Thư cơ mà. Tang luôn. Bố Thư gọi là không là chưa làm được cái gì ở cái con rể tư mạng nữa. Đấy, nó bảo là bố Thư bảo là tốt nhưng mà hôm nay là nó hám tiền nó lội nó chửi cả bố Thư luôn. Tốt quá. Nó có mục đích hết. Thế em không nghe nó nói à? Đấy nó bảo là bố Thư ấy, nó bảo là Thư ấy là chỉ hám tiền thôi. Nó thấy nó giàu này nó giàu cái gì? Đúng không? Phong bạc. Nó nói là bố em ham bộ mặc đất 3 tỷ đấy. Thằng đấy chắc kiểu là cắn câu cá to là cá nhỏ để bắt cá to đấy. Nói chung là không quan tâm nữa rồi. Hôm nay là anh em mình là vui là rồi. Mang cái video này về cho bố Thư rồi. Nhanh. Quá hai thằng điên toang rồi, lên xe đi. Bố Thư rồi xem xử lý anh em xem. Anh nghĩ cái cảnh của thằng Hiệp nhé. Hello mọi người, thì như mọi người cũng đã biết thì ngày xưa là Kiên khá là gầy đúng không? Là Kiên rất là trẻ con. Thì sau khi mà Kiên được một bà chị, bà ấy mách cho uống một cái sản phẩm, đó là sản phẩm vitamin tăng cân. Đây là sản phẩm mà Kiên đang uống rất là lâu rồi. Sản phẩm này thì là sản phẩm tăng cân Thái Lan, một lọ của nó là 100 viên nha các bạn nhé. Thì cam kết với mọi người là uống một tuần là sẽ tăng cân, và sau khi uống một lọ thì sẽ tăng từ 2 đến 8 cân nha mọi người. Thì sản phẩm này thì trẻ con trên 6 tuổi đã uống rồi, rất là dễ uống. Và bây giờ Kiên sẽ bóc hộp ra và Kiên sẽ uống cho mọi người xem nhé. Ok mọi người này, một lọ của nó sẽ như này đó. Bây giờ Kiên sẽ khui hộp ra này. Các bạn uống thì một ngày 2 lần nhé, mỗi lần thì 2 viên, một viên to một viên nhỏ đó. Đó như này. Một viên bé này, một viên đỏ. Kiên sẽ uống luôn cho mọi người xem này. Đó. Cái sản phẩm này thì dành cho những cái bạn nào mà ăn lâu năm mà ăn mãi mà không béo thì các bạn hãy dinh ngay một cái loại sản phẩm này về để uống nhá. Kiên cam kết là tăng cân luôn. Bạn nào mà muốn tăng cân ấy thì các bạn hãy nhắn tin trực tiếp vào Kiên. Đó. Nếu mà không tăng cân thì Kiên sẽ hoàn lại, trả lại tiền luôn. Đó, thì bạn nhắn tin trực tiếp vào số Zalo cho Kiên. Zalo thì Kiên đã để màn hình rồi. Và cho các bạn xem cái hình ảnh mà hồi trước là Kiên chưa uống này và sau khi uống nhá. Đây. Các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Đấy, sự gắt gọt không? Đấy, sau khi uống một cái này có da có thịt, cái này đẹp trai ngay anh em ạ. Đấy, các bạn cứ yên tâm nhá. Nhắn tin Zalo cho Kiên. Ok, bye bye.